Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi mới về được mẫu dây loa hàng sưu tầm rất là độc đáo, hàng của Nhật. Tôi muốn khoe với tất cả mọi người. Đây, tất cả tôi về đều có cần này. Như mọi người thấy, nên tôi sẽ review hết cho mọi người xem. Sau khi bán hết thì tôi sẽ tắt đi để mọi người chơi có thể trải nghiệm. Mọi người có thể quan sát đây. Trong video này tôi sẽ giới thiệu mọi người cấu tạo của sợi dây này và phân tích thêm một số cách thiết kế của sợi dây của hãng Hitachi Nhật Bản. Đầu tiên thì có thể xem tổng quan trên dây này đây, mọi người có thể thấy. Trên này có rất nhiều các cái ký hiệu và các mã dây. Đấy. Hitachi này, rất nhiều các cái thông số thì tôi cũng không hiểu. Đây chỉ có một cái thông số mà tôi có thể giải đáp được cho mọi người, đó chính là từ AWG. AWG này chính là cái chỉ số đo tiết diện dây theo tiêu chuẩn của Mỹ. Cái chỉ số này càng lớn thì tiết diện dây càng nhỏ. Đấy. Mọi người có thể tra Google thêm để biết thêm thông tin về cái chỉ số AWG này. Đấy, theo tiêu chuẩn của Mỹ đấy nhá. Và cái dây này thực ra nó không phải là dây loa mà nó là dây tín hiệu. Dây tín hiệu. Đấy. Nên được sử dụng làm dây loa rất là tốt vì độ suy giảm và độ chống nhiễu cực kỳ tốt. Đây mọi người, trước hết tôi sẽ giới thiệu về cấu tạo và các lớp của sợi dây này. Cầm trên tay rất là chắc như thế này, rất là chắc, rất là nặng và chắc. Dây rất nhiều lớp này. Đây, lớp chống nhiễu này. Đây, tôi sẽ tách cái cho mọi người xem nhé. Tách từng lớp ra mọi người xem. Đầu tiên lớp cao su này, rất là dày và mềm. Thứ hai là lớp lưới bạc. Đây không phải là lớp bạc hoàn toàn mà sẽ là đồng mạ bạc. Chắc chắn sẽ không phải là nhôm mọi người nhá, đồng hoặc bạc nhá, rất là dày. Đấy, để như mọi người thấy tôi sẽ cắt cho mọi người xem. Đây không phải là được nhôm nhá. Đấy, mọi người sẽ thấy rất là đỏ, đồng rất là đỏ. Tiếp theo là lớp giấy này, đấy chống ẩm rất là dày. Đấy. Tiếp theo là lớp giấy, đây là lớp dây dù này, làm cho sợi dây nó thêm chắc chắn và có độ cứng cáp. Đấy, sau đó là mỗi lõi dây này được bọc bởi với lớp vỏ bằng teflon. Cái chất teflon này được dùng trong rất nhiều các ngành công nghiệp điện tử cao vì teflon có thể chống cháy này, chống nhiễu này và có thể chịu được điện thế cao. Đấy, chính vì vậy cái sợi dây dẫn trong này được bọc một lớp teflon rất là cẩn thận. Để tách cho mọi người xem nhá. Cái lớp này rất là cứng, lớp tê lông rất là cứng. Mọi người test tuốt bằng kéo rất là khó. Tôi có dụng cụ tuốt này nên là tôi tuốt ra khá dễ dàng. Để dùng kéo để tuốt ra khá là khó. Đấy, mọi người quan sát này. Rất là mềm. Đồng rất là mềm và tơi như này. Đấy. Đây mọi người đây xem. Đồng rất mềm và tơi. Đây, đồng rất là đồng đỏ này. Mọi người xem này, ánh đỏ này, rất là nhiều. Bác nào mà cẩn thận thì em sẽ đốt cho mọi người xem nhé. Kể cả em bình thường. Đây, đốt cái vỏ dây. Vỏ là chống cháy, từ vỏ chống cháy luôn này. Đặc tính của cái teflon này là chống cháy nên khi nó tản nhiệt rất là nhanh. Một cái đốt đây thực ra là tay em rất là nóng, nó tản nhiệt ra ngoài nên là sẽ không cháy. Đấy, kể cả đồng này cũng thế này. Mọi người xem không? Đấy, đốt nó chỉ gọi là đỏ lên thôi. Phải là nhôm mạ thì mọi người đốt cái sợi mỏng tơi như này sẽ bùng cháy ngay lập tức. Đây, mọi người xem không? Đấy. Nếu mà là nhôm hoặc là hàng đồng bình thường nó sẽ bốc cháy ngay lập tức với đồng rất là mềm mịn như này. Phân tích thêm một số cái thiết kế của cái sợi dây này mọi người nhé. Thì cái vật liệu mà làm chất dẫn như này họ sử dụng là đồng OFC. Đồng OFC là gì? Tức là đồng tinh khiết và nó được loại bỏ hoàn toàn nguyên tố oxy ở bên trong đồng ra. Đấy. Vì sao lại phải loại bỏ hoàn toàn oxy ở trong đồng ra? Là bởi vì khi dùng trong dây tín hiệu có điện vào nó sẽ rất dễ là gây oxy hóa. Kể cả bạc, mọi người có thấy bạc nó còn bị oxy hóa không chỉ ở đồng.
Chính vì vậy, cái yếu tố mà khử oxy ra khỏi đồng cực kỳ quan trọng, tăng độ tinh khiết và giúp chống oxy hóa. Nên là dùng bao nhiêu năm này, dây này tuổi thọ rất là lâu đời rồi mà đồng vẫn là sáng, mọi người xem đấy. Chứ bình thường mà sợi dây mà dùng một vài năm là mọi người bỏ ra nó sẽ hoen gì hết đấy. Cái thứ hai nữa là cái cách thiết kế của cái sợi đồng này, nó không đứng độc lập như này mà ta bó này. Mọi người, nếu mà tách tuốt ra nó sẽ bó thành từng các bó nhỏ này này đấy, mọi người xem nhiều, có rất nhiều các bó nhỏ, xong nó sẽ bện lại. Khi đó thì âm thanh nó chuyển qua được chi tiết hơn đấy. Cái thứ hai nữa là một yếu tố nữa là cái vỏ tép lông này họ bọc rất là chặt vào sợi dây, nó nén sợi dây lại. Vỏ tép lông này rất là bó chặt vào sợi dây, khi đó oxy họ không vào bên trong được, vì vậy dây sẽ không bị oxy hóa đấy. Cái vỏ tép lông này chính vì vậy nhá, họ nén sợi dây lại. Chính vì vậy tiết diện thực sự sợi dây này 2,5, nhưng mà khi bung ra mọi người xem cực kỳ to luôn. Thực tế nó rất là nhiều sợi, rất là to đấy. Tôi về chỉ được một chút như này thôi. Vậy trước tôi đi Campuchia, tôi nhập hàng bãi của Nhật nên là có một ít hàng này tôi muốn mang về Việt Nam, muốn để cho anh em chơi audio trải nghiệm. Tôi sẽ bán theo mét, anh em nào cần bao nhiêu thì cắt, tôi sẽ cắt giá rất là bình dân đây, mọi người có thể dùng được. Đấy. Về dây tín hiệu Hitachi thì tôi có rất là nhiều, nhưng mà đây là hàng dây hàng rất là độc, tôi muốn khoe mọi người như vậy. Mọi người muốn tham khảo thêm một số cái mẫu dây loa và dây tín hiệu Hitachi thì cứ để lại số điện thoại bên dưới, tôi sẽ liên hệ tư vấn với tất cả anh em và sẽ chia sẻ với anh em những mẫu dây tiếp theo. Xin chào tất cả anh em nhé.